Lại đây bớt. Hello mọi người, ngày hôm nay mình bắt xe đi lên Sài Gòn để đưa thằng cháu ngày mai nó đến lớp để nó điểm danh lớp để chuẩn bị vào lớp 1 á. Thì ở đây là khu vực thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó mọi người. Ở này mình đang đứng đợi xe buýt. Thì ở đây có nhiều chuyến xe buýt để đi lên Sài Gòn lắm. Hẹn 1:30 giờ này tầm 1:25 rồi. Sắp đến rồi đó bơ. Mệt không? Bơ mệt không? Bơ mệt không? Đi lại ghế đằng kia ngồi đợi nha. Giỏi đi. Đây nè, ghế này nè, ghế này nè bơ. Không, không được ngồi đó. Lại đây nè, lại đây nè. Cái đó nhiều cái lắm, nó chồng lên nhau. Lại đây nè. Đi lại đây, lại kia ngồi đỡ đến gì. Xe đến gì ba kêu nha. Giỏi đi. Trời nắng nóng. Chờ đợi lâu. Bên đây là công viên đền liệt sĩ Võ Thị Sáu mọi người. Đó, đỏ có anh hùng Võ Thị Sáu nổi tiếng. Để bắt xe lên thành phố Vũng Tàu. Mình đang đợi xe khác. Xe này xe khách thôi. Cháu đã đi đến ngay chỗ chợ đầu mối Thủ Đức. Bây giờ đang chờ chị gái của mình đi ra đón về á. Xe hôm nay đi chạy xe đông nghẹt luôn. Xe buýt, xe khách, xe gì cũng đông nghẹt luôn. Nãy mình lên xe là phải ngồi ghế với tóc chứ không có được ngồi ghế giữa. Tại vì nhòi nhét bên trong á. Này là thuộc cầu vượt Bình Phước, thuộc quận Thủ Đức cho mọi người. Mình thì đang về hướng Hóc Môn, đó là mình sẽ chạy cái hướng về Bình Dương nè. Ở Dĩ An, sau này mình sẽ quẹo về Hóc Môn nó lẹ không? Trên đường ngập nước quá trời luôn, giống như là cái ống dẫn nước bị cái đường này, bị cái đường này nó cũng hay ngập lắm luôn. Mùa mưa chắc là tầm lục luôn. Hôm nay đâu có mưa gì đâu. Hôm nay trời xanh mây trắng mà nước ngập đường luôn. Biết là do thoát nước mà bị ẩm hoặc là rác cặp lâu rồi nè, có thoát nước được á. Hai mọi người, mình đã có mặt ở nhà chị của mình rồi á.
Thì đây là nhà chỗ chị mình đang ở. Lúc trước mình làm việc ở đây á, thì mình cũng ở trong căn nhà này luôn nè. Mình quay sơ một vòng cho mọi người xem. Bơ. Coi tivi nhiều rồi, tắt bớt đi. Tắt đi giỏi đi. Ở phía trước thì chị mình bán hàng online đó mọi người, với lại là bán cũng hơi nhiều đồ á. Thì ở nhà anh chị mình thì bán những cái sản phẩm này nè. Trước thì có bán quần áo, nhưng mà bây giờ chủ yếu tập trung làm cái sản xuất gạch cao su này để bán á. Có nhiều loại khác nhau mọi người, tại vì có xưởng riêng nên là đa số hàng thì để dưới xưởng hết, chỉ còn một số tấm mẫu để nhiều khi cắt ra như thế này nè, gửi cho khách để khách xem á. Cái gạch cao su này thì có nhiều kích thước loại dày khác nhau, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bơi im lặng. Rồi màu sắc cũng có nhiều loại màu sắc khác nhau lắm, đen, đỏ, xanh hoặc là chấm bi cũng có. Cái đó là gạch cao su, còn một số mẫu của thảm cao su mọi người. Thảm cao su thì nó mỏng hơn gạch. Dành cho chỗ nào mà lót mỏng á. Đây để mình lấy một cái mẫu. Chị ba đang làm gì vậy? Đây, lót mỏng như thế này nè. Thì mình giới thiệu với mọi người ở nhà có làm thì mình giới thiệu cho những bạn nào mà cần có nhu cầu á. Im chị ba nói chuyện. Những anh chị nào mà có nhu cầu mua thì biết chỗ bán, chỗ xưởng sản xuất luôn, thì nhà anh chị mình là sản xuất luôn và bán sỉ rồi bán cho đại lý. Những cái sản phẩm như là gạch cao su, lót phòng gym hoặc là hồ bơi, sân vườn, nói chung chỗ nào mà mình cần lót những cái sản phẩm cao su để nó không có làm hư gạch hoặc là để bảo vệ cái nền của mình á. Thường thì những cái sản phẩm này trong phòng gym thì người ta hay sử dụng, bởi vì sử dụng tạ hoặc những cái dụng cụ để nâng cao sức khỏe, nhiều khi nó nặng rồi nhiều khi nó rớt xuống làm hư sàn, thì xài những cái sản phẩm này thì nó bền, tại vì chất liệu cao su nó đàn hồi với lại nó chống ma sát rất là tốt. Thì anh chị mình thì có sản xuất những cái gạch cao su đó có kích thước là 50-50 của chú. Im lặng. Con tim ghẻ không nói xàm nữa. Nó đeo khẩu trang rồi nó kêu nó đang bị ép không mọi người ơi. Cái gạch cao su thì có kích thước 50x50 hoặc là 1m x 1m mọi người, rồi chiều dày khác nhau tùy theo. Thường thì khách đặt loại nào thì mình làm loại đó cho khách, nếu mà số lượng nhiều á, còn ít thì có hàng sẵn. Đừng có đụng vô cái ghế bơ để ấy bơ này. Rồi có thêm cỏ nhân tạo cũng như là sàn gạch giả gỗ đó mọi người, sàn gạch nhựa giả gỗ đó. Đó là những cái sản phẩm mà anh chị mình có bán á, nên là mọi người nếu mà ai mà có nhu cầu á, cần á, thì liên hệ với mình là mình cho số điện thoại để đặt hàng. Còn website thì bên mình có những cái website giới thiệu sơ sơ như vậy. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau. Bye. Bơ bay sao đâu. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt cô chú. Good night. Good night.